Hey yo, xin chào tất cả anh em, mình là Hero Gamer và đây là World Robots bản chính thức. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để các bạn có thể tối ưu hóa những cái lần nâng cấp của các bạn, nâng cấp vũ khí robot và Titan, bao gồm robot và vũ khí Titan luôn. Thì cái việc tối ưu hóa nâng cấp là sao thì mà các bạn vào video ngày hôm nay thì thường thường ấy các bạn sẽ nâng cấp luôn bình thường, nó sẽ không có bất kỳ một cái tin tức nào và các bạn chỉ cần nâng cấp mà thôi. Nâng cấp thì các bạn sẽ bỏ ra bạc hoặc là bạch kim gọi là platinum để các bạn có thể nâng cấp vũ khí robot lên level cao hơn với một số tiền, với một giá cả nó càng cao thì càng chát. Nhưng mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mà các bạn có thể nâng cấp, vẫn là lên được cấp mà cho đồ của các bạn, đồ đạc của các bạn, nhưng với cái số tiền nó ít hơn. Thì ở đây các bạn sẽ săn sale cho mình, săn sale nha, nó giống kiểu là sale, là kiểu giảm giá. Thì các bạn sẽ săn sale, săn làm sao mà các bạn sẽ tích càng nhiều tài nguyên càng tốt, và đợi một cái thời điểm nào đó khi mà Pisonic họ tung ra những cái đợt sale, những cái đợt khuyến mại, nhưng mà được khuyến mại mà nâng cấp rẻ hơn như thế này này, đây họ ghi nâng cấp rẻ hơn, thì các bạn sẽ săn và các bạn sẽ nâng cấp được với giá tiền rẻ hơn. Ở đây họ ghi sẵn này, nâng cấp Titan, trang bị và module với giá thành rẻ hơn nhưng vẫn lên được cấp level như bình thường, và nâng cấp tất cả với giảm giá 10%. 10% các bạn ơi, 10% thì có một số bạn thì coi là ít, nhưng mà thực sự với các bạn luôn, 10% nếu như các bạn nâng lên level 10, level 11, level 12 bao gồm vũ khí và robot thì nó sẽ rất rất là có lợi cho các bạn, khi mà nó trừ đi rất nhiều tài nguyên luôn. Trừ đi có nghĩa là trừ đi cái số 10% của cái tài nguyên mà các bạn muốn nâng cấp lên đấy. Đấy các bạn hiểu chưa? Thì đầu tiên sẽ là như nào? Khi mà các bạn có một cái xưởng, các bạn có level 1 thì các bạn chỉ cần nâng cho mình lên level 9 mà thôi. Level 9 là cũng khá là đủ dùng rồi, và các bạn sẽ chơi sau khi các bạn nâng nâng level 9 nhé, các bạn không cần phải đợi sale, các bạn cứ nâng như bình thường. Và sau khi các bạn nâng xong, các bạn sẽ không nâng nữa, các bạn sẽ đợi, các bạn là đợi đợi những đợt sale của Sonic họ tung ra, các bạn sẽ chơi chơi càng nhiều để lấy được những cái số tài nguyên càng cao. Và sau khi mà họ đã có những cái đợt sale thì làm sao để biết cách nào có dần sale, các bạn sẽ có là những cách như sau này. Thứ nhất là các bạn sẽ vào cái mục thông tin ở đây này, đây từ đây chút nhé. Đây các bạn nhìn này, nó sẽ có những cái đợt sale đây này, các bạn sẽ ấn vào cái mục hòm thư ở đây, các bạn ấn ra thì nó sẽ có những cái bảng, những cái nó sẽ hiện thông báo ở đây để các bạn có thể biết rằng là có đợt sale hay không. Và thứ hai nữa là các bạn sẽ theo dõi những cái trang truyền thông của Worldbot, ví dụ như kiểu là Discord, Facebook, YouTube hay là Reddit, họ luôn luôn thông báo cho các bạn biết được trước những cái sự kiện này để các bạn có thể có được những cái thời gian và tài nguyên để chuẩn bị cho những cái đợt sale như thế này. Và lợi ích của sale là gì? Các bạn sẽ nâng cấp tất cả đồ đạc nha, bao gồm Titan, trang bị, module và robot với giá thành rẻ hơn, và đặc biệt là mặc định là sẽ giảm giá 10% như mình nói là ban nãy. Và cái thời gian nâng cấp thì sẽ không có ở đây nha, nhưng mình chỉ nói là nâng cấp rẻ hơn và giá thành rẻ hơn mà thôi. Còn có những cái đợt nâng cấp nhanh hơn gấp 2 lần, nhưng mà cái đấy là nó vẫn giữ nguyên cái số lượng tài nguyên các bạn bỏ ra để nâng cấp lên. Còn cái này là thời gian giữ nguyên và cái giá thành sẽ giảm đi 10%. Và thường thường ấy, những cái đợt sale này nó sẽ chỉ có giới hạn mà thôi. Ví dụ như này, cái đợt sale giảm giá platinum, bạch kim để nâng cấp titan và vũ khí của titan, mô đun của titan nó sẽ là chỉ có 5 ngày mà thôi. Đây là 4 ngày, 4 giờ, 47 phút, 2 giây. Thì thường thường nó sẽ giống như Titan, thì những con robot thường và vũ khí thường cũng giống như thế, khi mà các bạn bỏ ra số bạc rất là nhiều. 70, mình nhớ không nhầm là 72 triệu để nâng từ level 11 lên level 12 của MK1 của một cái con robot. Thì cái việc mà các bạn bỏ ra 72 triệu thì so với giảm đi 10% là các bạn chỉ còn mất đi hơn 50 triệu mà thôi, thì nó đã lãi cho các bạn rồi, lãi gần 20 triệu như vậy kìa. Thì không có lý do gì mà chúng ta không không đợi sale như vậy cả. Nhưng mà trong cái điểm bất lợi của cái sale ấy là trong cái thời gian mà chưa sale, các bạn sẽ phải chơi với cái cấp độ mà các bạn đang có mà thôi. Cứ cái điểm lợi là các bạn sẽ tốn ít tài nguyên hơn để có thể nâng cấp được. Đấy thì mình hay chơi cái trò này để có thể nâng cấp rẻ hơn nha, nâng cấp rẻ hơn. Và thường thường thì những cái đợt sale này nó sẽ diễn ra khoảng tầm đợt trước, cái đợt mà
đợt cuối năm Giáng sinh và sự kiện ấy thì nó sale rất là nhiều, khoảng tầm một tuần, cách một tuần là cứ mỗi tuần là sẽ có một đợt sale, hoặc là hai, cách một tuần có một đợt sale hay là hai tuần gì đấy. Nhưng mà thường thường thì bây giờ nó sẽ giảm đi rồi, thường thường thì là tầm 1-2 tháng sẽ có một đợt sale. Mình sẽ add tour cho anh em xem đây, mình sẽ cho bạn thấy được cái lợi ích của sale nó là như thế nào. Thì ở đây các bạn ơi, mình sẽ nâng cấp cái Titan Accelerator ở đây lên. Titan Accelerator thì ở đây này, mình sẽ có là đi bao nhiêu, bình tĩnh nha. Mình sẽ nâng cấp Titan Accelerator ở đây và mình ấn mục nâng cấp này. Đây, mình đang có là tổng cộng 923 Platinum bạch kim. Và nếu như giá bình thường ấy thì các bạn sẽ phải cần 46 bạch kim để nâng cấp cho cái module Titan Accelerator này lên từ level 13 lên level 14. Thì bây giờ sau khi mà đợt sale nó diễn ra thì các bạn chỉ cần 41 Platinum mà thôi, thay vì là 46 thì chúng ta sẽ giảm được 5 Platinum. Để cho những bạn nào mà mới chơi chưa biết thì Platinum bây giờ rất khó kiếm. Nó chưa phải là một cái mệnh tiền, mệnh giá tiền phổ thông như kiểu là bạc hay là vàng các bạn có thể kiếm trong trận chiến, mà các bạn chỉ có thể kiếm được một vài những cách sau này. Thứ nhất là các bạn sẽ kiếm trong những cái sự kiện. Đợt trước thì có cái sự kiện những cái sự kiện nó có cho Platinum ấy, hoặc là các bạn sẽ kiếm trong cái mục là nhiệm vụ, nó sẽ cho các bạn 5 và 10, 15 Platinum tùy theo cách mà các bạn chơi, hoặc là các bạn xem quảng cáo, hoặc là các bạn ấn vào dấu cộng ở đây và các bạn mua trực tiếp bằng tiền mặt. Nhưng mà cái đấy thì sẽ không hay cho những bạn cái chay, thì các bạn phải tích rất nhiều Platinum để có thể nâng cấp được lên cho vũ khí và robot cũng như là module của các bạn. Thì bằng cái cách này các bạn sẽ giảm được tối thiểu những cái lượng Platinum các bạn phải bỏ ra để nâng cấp đồ lên. Ở đây này, mình có 46 này, mình sẽ nâng cấp lên level 41. À, mình có 46 Platinum, mình sẽ nâng cấp chỉ bằng 41 cái này mà thôi. Tiếp theo này, 48 này, mình chỉ cần bỏ ra 43 thôi, có nghĩa là mình sẽ trừ đi 5 Platinum. Đây là rất có lợi nha. Và nếu bạn nào mà nghĩ rằng 5 Platinum nó không quá nhiều ấy, thì nếu như các bạn nâng cấp càng nhiều lên thì 5 đấy nó sẽ nhân nhiều lên, thì nó sẽ rất là có lợi. Rồi, mình đã tiết kiệm được 10 này, 15 này, 20 này, 25 này, 30 này, 35 này, 40, 45, 50, 55 và 60. 55, 60. Thì mình bằng cách mình đợi sale như vậy thì mình đã tiết kiệm được 60 Platinum của mình. Nếu như mình nâng cấp ở những cái ngày thường ấy thì cái số Platinum của mình hiện tại là 329 này, mình sẽ phải trừ thêm 60 Platinum nữa, tại vì nó không được giảm giá mà. Đó, giảm giá cái số tiền nâng cấp dần dần bỏ ra, thì chúng ta đã có được cái module Titan Accelerator cấp độ 25 tối đa ở đây là tăng được 10 km/h cho Titan Titan, và cái số lượng tài nguyên các bạn bỏ ra không phải là giống như ban đầu nữa. Và sẽ có những cái đợt mà chúng ta sẽ được săn sale của bạc. Bạc là cái AG này này, để các bạn có thể nâng cấp vũ khí và robot cũng như là module cho robot thường, hoặc là nâng cấp cho Titan thì sẽ cần dùng Platinum ở đây. Thì cái này mình nghĩ là nó sẽ rất là hay cho các bạn, cho các bạn nào đang cày chay nha. Như mình nói ban nãy thì các bạn cứ nâng lên level 9 mà thôi, các bạn bỏ xuống. À, vẫn còn một chút này, mình sẽ nâng lên cho Arthur của mình. Ok. Rồi, mình sẽ có được con Arthur cấp 60, rất là rẻ thôi. Và bằng cái cách này thì các bạn sẽ chỉ cần chơi và nâng robot, vũ khí, nói chung là đồ đạc của các bạn lên level 9 các bạn để đấy. Các bạn sẽ tích thật là nhiều và đợi những cái đợt sale của Personic họ tung ra, các bạn sẽ có được những cái lần như thế này và nâng cấp rẻ hơn mà không cần suy nghĩ rằng là bỏ ra số tiền quá nhiều. Như mình nói là ban nãy một cái ví dụ ấy, 72 triệu nâng từ vũ khí robot từ level 11 lên level 12, nhưng đợi đợt sale các bạn chỉ cần bỏ ra hơn 50 triệu mà thôi. Nó rất là lãi cho những ai mà muốn cày chay. Và đó là những cái cách mà mẹo tối ưu cho robot và Titan của các bạn ở đây. Và mình sẽ có thêm bonus cho bạn một cái gameplay nữa ở Free For All mà mình chơi. Ok, chúng ta sẽ cùng chuyển sang Free For All. Đây, mình sẽ chơi. Đây là một cái Free For All từ lâu lắm rồi. Mình ghi hình lại nhưng mình chưa kịp, mình chưa có thời gian, cơ hội để mình có thể bình luận cho anh em xem. Đây là bằng cách là mình sử dụng Scourge và
Avenger cho Fenrir thì mình sẽ đi ra phía này để mình có thể combat, tại vì mình không muốn combat với Falcon một tí nào. Nó có 60% kháng sát thương mà mình rất là lười khi mà phải tấn công con robot như vậy. Ở đây thì mình nhận thấy con Ravana nó yếu máu này, cho nên mình sẽ tập trung vào con Ravana trước. Và thay vì mình tập trung vào con Fenrir thì mình bắn con Ravana trước này và boom, nhưng mà rất tiếc là mình không ăn được mạng, tại vì là sát thương của mình nó mới đến nó chưa đủ để có thể KS được. Sau thì chúng ta sẽ combat với con Fenrir này nhá. Fenrir của mình sử dụng phi công huyền thoại cho phép mình mất đi cái khiên Aegis, nhưng cái lượng máu sẽ được cộng thêm 50%. Còn bạn này thì không có phi công huyền thoại đó. Cái dấu hiệu là bạn ấy vẫn có cái dấu hiệu là cái khiên Aegis nó vẫn ở đây này. Đấy. Thì mình nghĩ là mình sẽ có lợi thế hơn trong cái pha chiến đấu này. Và đây này, để các bạn nhìn này. Mình đang combat với con Fenrir này nhá. Đây, mình đang combat với con Fenrir này này. Mình đang combat rất là gắt. Nhưng mà mình để ý được có một bạn enemy 4, là bạn bạn kẻ thù số 4, bạn ấy đang tiến đến cái cuộc combat này để bạn ấy KS mạng. Cho nên là sau khi mình phá cái khiên Aegis xong thì bắt đầu các bạn nhìn này, mình sẽ không, đây, mình sẽ không bắn vào con Fenrir này nữa. Tại vì nếu mình bắn ấy thì sau đó cái loạt đạn của mình sẽ hết và bạn enemy 4 này sẽ có rất khả năng cao hội ăn được mạng của bạn này. Cho nên là mình sẽ không bắn nữa và mình sẽ đợi cho bạn enemy 4 bắn ở đây, và thay vào đó thì mình sẽ đứng hồi máu thôi. Và mãi về sau mình đợi cho cái máu, cái lượng máu của bạn Fenrir ở giữa này còn thấp, mình mới bắt đầu bắn vào và boom, mình ăn được một mạng rất là dễ dàng, thấy chưa? Rõ là mình sẽ kích hoạt khả năng ở cái dạng hai vũ khí để có được một lượng tốc chạy như ban đầu và mình chạy thoát khỏi bạn này. Mục đích chạy thoát là mình muốn đợi cho khẩu Avenger này nó hồi lại và sau đó thì mình sẽ quay trở lại combat với lại bạn Fenrir này. Ở đây. Và các bạn nghĩ mình có ăn được con Fenrir này không? Khi mà mình chỉ còn một một nửa cái lượng máu của mình có và bạn này thì đang đầy cây, thì mời các bạn cùng xem video nhé. Rồi. Trước hết thì chúng ta sẽ đi vào bên trong cái khiên Aegis của bạn này, và ngay lập tức bạn ấy quên không chỉnh lại cái chế độ. Tại vì khi ở chế độ hai vũ khí thì con Fenrir nó không có bất kỳ một cái lượng kháng sát thương nào, và cụ thể là nó không có 50% kháng sát thương. Và mãi về sau bạn ấy mới chỉnh sang cái dạng ba vũ khí thì bạn mới có được lượng 50% kháng sát thương, nhưng mà đã quá muộn rồi, tại vì là bạn ấy còn là yếu máu mà. Và boom, mình được thêm một mạng thứ hai và mình đang giữ top 2. Ok, ở đây thì mình sẽ di chuyển này và bắn vào con hai chi. Ok, bắn này con hai chi thì đang có cái khả năng dash, nó cơ động hơn mình rất nhiều và nó đang trốn thoát này. Mình sẽ đuổi theo này, mình sẽ đuổi theo, và hình như không may là con bọ cạp ở đâu đó lại ăn được cái mạng không phải là mình thì phải. Đúng rồi, ok, con bọ cạp ăn được cái mạng không phải là mình. À đâu, đấy là con Ares, là một con Ares các bạn ơi, không phải là một con bọ cạp, mình nhầm, mình xin lỗi. Rồi, và sau đó thì mình sẽ tấn công như thế này, và bằng cách nào đó mà mình đã bị mình đã bị giảm hỏa lực cũng như là bị làm chậm bởi cái hiệu ứng băng, và sau thì một con bọ cạp đến nó cạy cái mạng con Ares, nhưng mà sau đó thì mình đã boom ăn được mạng của Scorpion bọ cạp ngay trước khi nó định dịch chuyển lại về cái vị trí cũ của nó. Rồi, ở đây thì một cái mẹo chơi cho các bạn. Khi các bạn chơi những cái vũ khí như kiểu là Scourge, Spark và Calamity, khi mà các bạn phải đối đầu những con robot chạy nhanh ấy, các bạn phải luôn luôn khóa được mục tiêu. Tại vì nếu như các bạn mất đi cái mục tiêu của các bạn ấy thì ngay lập tức cái vũ khí của bạn sẽ mất hiệu ứng lock con và nó sẽ cần thêm 3 giây nữa để khóa vào này. Đây này. Phantom chạy ra đây, mình cũng phải chạy theo nó chạy ra phía bên cánh trái, mình cũng phải chạy theo nó để luôn luôn giữ được cái khả năng lock con của Scourge, từ đó vẫn gây ra được sát thương như bình thường. Và boom, mình được Rampage bằng cách là chiến đấu rất là rất là nhiều, và mình sẽ sử dụng bộ cạp ở đây một chút nhá. Ok, mình sẽ teleport này, mình sẽ dịch chuyển ra phía bạn này và boom 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 boom, ok, rất là nhanh, sau đó thì dịch chuyển lại. Đây chính là cái điểm mạnh của Scorpion trong bất kỳ một cái trận đấu nào, nó rất cơ động và có thể khả năng áp sát nhanh, cũng như là nếu như các bạn trang bị những cái vũ khí có khả năng gây sát thương cao ở trong một cái khoảng thời gian ngắn ấy,
nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Và cái vũ khí bây giờ mạnh nhất cho robot này là Havoc và Scatter, ngay sau đó là Shotgun bao gồm Storm, Gust, Halo và Corona. Rất nhanh chúng ta cãi được một mạng và sau đó thì mình sẽ tấn công luôn con Spectre này, tại vì con này không phải là vấn đề quá lớn khi mà mình đối đầu, và cũng như là con này đã dùng cái khả năng đặc biệt rồi thì phải. Sau đó thì mình ăn được mạng sau mình sẽ quay trở về vị trí cũ để sụp tông một chút nhé. Mình không biết đây là con robot gì nhưng mình sẽ tạm thời tấn công trước này. Và boom 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 boom, chúng ta suýt ăn được nó rồi. Không sao, nếu như có đấy mình mang deathmark ấy thì mình đã ăn được rồi, nhưng mà không cần deathmark. Boom 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 boom, ok, rampage 8 mạng, rất là easy đúng không, rất là dễ dàng. Và đây là một con Fenrir, mình sẽ tấn công con Fenrir này nha. Boom 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 boom. Sắp rồi. Và boom, mình đã được mạng, rất hay các bạn ơi, mình ăn được mạng rồi. Ok, rất là nhanh. Và chúng ta có một cái vấn đề lớn ở đây này, một bạn top 2. À mà không sao. Bulgari đã ăn được mạng rồi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng Minos để mình tiếp cận bạn Bulgari. Đây, như thế này. Mình sẽ ấn thêm một lần khả năng đặc biệt ở bên phải của mình nữa. Sau đó thì rất nhanh mình sẽ tiếp cận Bulgari. Và boom 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 boom, bằng cách là mình sử dụng một shotgun, đó chính là ba khẩu squad, thì cái sát thương gây ra ở tầm gần rất cao trong một cái thời gian ngắn như vậy. Thì đây chính là meta Titan của 2020 các bạn ơi, Minos cùng với squad. Boom boom boom, các bạn nghĩ rằng mình bị yếu thế so với con kit này không? Không, mình có reflector giúp mình chặn được 50% lượt sát thương nhận vào và phản lại hơn 30% sát thương cho chính cả gây ra cho mình, và bằng cách đó mình đã thắng được con kit. Và bây giờ để làm sao mình ăn được con Arthur với cái lượng máu cao như thế này và cái khiên chưa bị mất lần nào, thì mình sẽ đợi cho cái khả năng của này của mình nó hồi thêm một lần nữa này, và mình đợi cho cái reflector nó đợi thêm một lần nữa, hồi được thêm một lần nữa. Cái này gọi là reflector, cái này gọi là charge. Và bằng cách này nhá, mình sẽ đứng ở trong cái bức tường và một cái vũ khí của mình vẫn thò ra, để làm sao các bạn biết không, để mình có thể cấu diệt được cái lượng khiên của con Arthur một cách nhiều nhất có thể. Bằng cách là mình cấu diệt như vậy thì lát nữa khi mà combat mặt đối mặt ấy thì mình sẽ không sợ nữa, tại vì là mình đã mất đi một lượng độ bền của con Arthur này rồi. Và mình sẽ bắt đầu tấn công con robot này, rồi mình sẽ lỗi bạn mình sẽ tua hơi nhanh tấn công này, và boom, ok, ăn được nó, và boom 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 boom. Cái lượng đạn của squad rất nhiều và cái tốc độ nạp đạn của nó rất là nhanh. Boom boom boom, Titan Slayer 13 mạng, rất thơm các bạn ơi. Và khống chế cả này một chút này bằng cách đẩy lùi, và boom boom boom, hai cú bắn có thể giết được con bộ cạp rất là nhanh. Mình sẽ đi đến chỗ bạn này này, thêm một lần nữa này, mình không sợ tại vì mình có reflector. Bạn ấy đã ok kích hoạt reflector này, các bạn nhìn này, cái lượng máu mình nhận vào này rất là ít luôn, nó chỉ đếm trên nó tụt đi rất là ít này đấy, các bạn thấy chưa. Boom, một kill nữa, và đây boom boom boom. Mình mất reflector rồi, các bạn nghĩ sao, các bạn nghĩ ai sẽ thắng trong pha combat này? Mình có lượng máu còn 81.000 này, mình không có reflector, bạn này thì máu nhiều hơn mình chắc chắn rồi. Và bạn cả hai đều dùng shotgun nha, bạn này dùng thunder, mình dùng squad, các bạn nghĩ sao, ai sẽ thắng? Trước khi mình tiếp tục video, bạn hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhá, mình sẽ đọc hết. Và boom, bắt đầu này, boom, mình bị mất thêm một khẩu squad nữa và mình chỉ còn 32 lượng máu này, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục xem. Boom boom, sau khi mình có cái sạc thì mình sẽ sạc 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 đó, bằng cách mà mình ấn khả năng charge như vậy thì mình sẽ khống chế con Fenrir đẩy lùi nó và sẽ dịch chuyển sang một cái hướng khác để làm cho nó không kịp quay tháp, và mình giết nó rất là dễ dàng. Và đây là một con robot Leo và mình bị nó giết, ok. Và chúng ta đạt hạng 1 với cái xuất sắc khi mà số kill mà chúng ta có được là
Ok là bao nhiêu nhỉ? 16 kill đúng không? Là 16 kill, ok. Không phải sao mình không quay lại cái thông số, nhưng mà 16 kill như vậy quá là đủ rồi. Các bạn nghĩ sao về video ngày hôm nay, về cái mẹo nâng cấp cũng như là cái gameplay bonus về Free Fire All trong cái sự kiện Giáng sinh vừa rồi trên kênh của mình? Đừng quên bỏ lại một like nếu thích và chia sẻ cảm nghĩ của bạn về dưới video. Và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là bật cái nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào khi mình đăng tải lên. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại trong video lần sau.